Sáng ngày 17 tháng 11, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Huế tổ chức dọn dẹp vệ sinh tại các vùng ngập lụt trên địa bàn thành phố Huế. Tại tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Đông Ba và Bạch Đằng phường Gia Hội, thành phố Huế, hơn 50 đoàn viên công an thành phố Huế phối hợp với các lực lượng bảo vệ dân phố, các tổ chức đoàn cơ sở tham gia nạo vét, dọn dẹp bùn đất, thu gom rác thải, vệ sinh các tuyến đường giúp người dân đi lại an toàn, sạch sẽ. Thượng úy Nguyễn Hoàng Sơn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố Huế cho biết, lực lượng đoàn viên đã có mặt tại các địa bàn trọng điểm trong cơn mưa lụt vừa qua, phối hợp với chính quyền địa phương và người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, quyết tâm đưa cuộc sống người dân trở lại ổn định. Tại sông Hương, đoạn chảy qua khu vực trung tâm thành phố Huế, một khối lượng rác khổng lồ theo nước lũ tràn về. Nước đang hạ dần cũng là thời điểm rác thải mắc lại ở chân cầu, dọc đôi bờ sông khiến việc giải cứu để khơi thông dòng chảy vô cùng vất vả. Tuy nhiên, với phương châm nước rút tới đâu vệ sinh tới đó nên Ủy ban Nhân dân các phường, xã trên địa bàn thành phố Huế đã huy động lực lượng cùng với bà con nhân dân ra quân tổng dọn vệ sinh tại tuyến đường và trụ sở cơ quan, đơn vị.